Dạ xin kính chào quý anh chị. Có nhu cầu mua nhà ở khu dân cư thì hiện tại bây giờ em đang có mặt ở xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại bây giờ em đang có chính chủ ở trong một lô đất, không phải một lô đất nữa, là một căn nhà có diện tích bề ngang là 10m, bề sâu là 18m, có 120m thổ cư. Và đặc biệt ở trên đấy có hai căn nhà nha chị nhé, hai căn nhà có sẵn rồi và là giá cực kỳ tốt luôn. Thì đây, bên tay trái của em á, anh chị thấy không, từ đây đi ra ngoài đấy khoảng 100m thôi là chúng ta đã tới đường Nguyễn Hoàng. Cái con đường này là con đường trục chính nối từ thị trấn Trảng Bom xuống thị trấn Vân An. Con đường này anh chị có thể đi vào trong khu du lịch Hồ Trị An ở dưới đấy và câm binh ở ngay Hồ Trị An luôn. Và từ đây vô Hồ Trị An đâu đó tầm khoảng 7-10 cây số thôi. Đó. Về phía bên tay phải chúng ta sẽ đi được ra quốc lộ 1A thị trấn Trảng Bom. Cách vị trí của chúng ta đâu đó chỉ tầm khoảng 3 cây số, 4 cây số là chúng ta tới trung tâm hành chính thị trấn Trảng Bom. Anh chị biết đấy, thị trấn Trảng Bom ấy, năm 2025 là đã lên thị xã Trảng Bom rồi. Và ở thị trấn Trảng Bom chúng ta có cực kỳ nhiều tới xung quanh luôn, gồm có trường học này, cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí có trường đại học lâm lâm nữa anh chị nhé. Ngoài ra còn có khu hành chính thị trấn Trảng Bom này, còn có bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh viện đa khoa, và tất cả những tiện ích anh chị cần xung quanh đây đều có hết, từ trường học, bệnh viện, mọi thứ. Chợ từ đây ra chợ Sông Chầu đâu đó chỉ tầm khoảng 2 cây số thôi anh chị, rất gần cho anh chị ở cuộc sống ổn định lâu dài. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm của chúng ta. Đi vào đây thế này anh chị này. Đây anh chị này, đây chính là căn nhà của chúng ta đây. Đó, bề ngang mặt tiền 10m, bề ngang 10m và bề sâu 18m. Có hai căn nhà thứ nhất và căn nhà thứ hai. Ở trên đất có sẵn nhà rồi, các anh chị chỉ cần vô và ở hoặc cho thuê thôi anh chị, tạo sinh ra dòng tiền. Rồi chúng ta vào trong nhé. Đây anh chị, khi vào trong nhà anh chị sẽ thấy một khoảng sân rất lớn này. Nơi này có thể để xe hơi thoải mái anh chị nhé. Một khoảng sân rất lớn. Thì đây là căn nhà phía bên tay trái chúng ta, căn nhà này thiết kế bằng kính. Đó, cửa bằng kính nhìn rất là sang trọng. Còn đây là một căn nhà nữa và đây thiết kế truyền thống hơn. Và bây giờ chúng ta đi vô xem nội thất phía trong căn nhà nhé. Đó. Thì bây giờ chúng em sẽ dẫn vô chị xem thử căn nhà mình như thế nào luôn. Rồi đây, vé đang coi phim. Rồi mình đi xuống sau nha anh chị. Đây chính là cái phòng khách. Đó. Dạ, đây cái phòng khách của mình đây. Phòng khách này anh chị có thể tận dụng ở đây, anh chị có thể làm theo cái giường, có thể nghỉ ngơi buổi trưa ở đây. Thì mỗi căn nhà của mình có một phòng, hai nhà có hai phòng, có hai toilet và hai nhà bếp riêng. Đi, em mời anh chị xuống sau. Rồi, đây là một cái phòng đầu tiên, là phòng ngủ của mình anh chị này. Đó, em mở khé cho anh chị coi nhé. Phòng này rất là rộng anh chị, rất là rộng đó. Đó, đây là cái phòng đầu tiên của mình, anh chị thấy không, đủ đặt một cái giường, bên đây là một cái tủ đó. Rồi có máy lạnh, có sẵn máy lạnh, có sẵn nha anh chị nhá. Anh chị mua căn nhà này sẽ có máy lạnh sẵn cho anh chị luôn. Rồi bây giờ mình đi xuống sau nhé. Rồi ok, đây mình đi xuống sau anh. Đây đằng sau này anh chị này, đây chính là không gian bếp của mình, một không gian bếp và rất là rộng, anh chị nấu nước ở đây. Ngoài ra nhá, không gian bếp của mình có một nơi gọi là giếng trời. Nơi này á, tất cả những mùi bay ra ngoài hết, rất là sạch sẽ nha anh chị. Đó, giếng trời của mình rất là rộng, nơi này anh chị có thể phơi đồ đây kia còn được. Và đây bếp của mình có sẵn này anh chị này, bếp cơ bản có sẵn, cơ bản như thế này. Anh chị ngoài ra có thể làm thêm một cái kệ tủ đây nữa, một cái kệ tủ treo đây đâu đó tầm khoảng 10 triệu. 10 triệu là quá sang, tầm khoảng 7 triệu, 5-7 triệu có một kệ tủ rất đẹp rồi. Rồi, đây là giếng trời của mình. Và chúng ta có một cái phòng tắm ở toilet đây. Đây là phòng tắm ở toilet anh chị này. Đó, đây phòng tắm và toilet. Rồi, thì bây giờ chúng ta coi căn nhà thứ hai nhé. Hầu như thì căn nhà đầu tiên và căn nhà thứ hai này thiết kế ná nhau, nhưng mà bây giờ em cũng quay sâu cho anh chị coi để anh chị xem cái độ của mới của căn nhà thứ hai như thế nào. Rồi đây anh chị, đây chính là căn nhà thứ hai của mình đây. Đấy, bên em làm việc chính chủ luôn anh chị, chủ ở nhà luôn. Cho nên anh chị cần thì cứ liên hệ với bên em. Rồi đây, đây căn nhà thứ hai. Đấy, cái căn nhà thứ hai này anh chị nhìn thấy không, rất là mới. Dạ, đây là chị chủ nhà. Dạ, đi anh chị xuống dưới đây. Hai căn nhà thiết kế gần như giống nhau nhưng mà rất là mới nha anh chị nhé. Bây giờ anh chị cần đến ở thôi chứ không cần phải sơn sửa gì hết, hầu như rất là mới. Với giá cực kỳ phải chăng, giá em sẽ nói cuối clip nha anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, đây chính là không gian thứ hai của mình, cũng có giếng trời luôn anh chị. Đó, cũng có giếng trời. Giếng trời đầy đủ hết, bếp núc đầy đủ hết anh chị thấy không? Để anh chị nhìn cái trần này, cái trần này rất là mới. Đó, đây chính là không gian thứ hai của mình. Cũng phòng tắm toilet đầy đủ hết.
Đó, đấy là toàn bộ những thông tin chi tiết của căn nhà vừa rồi. Thì giá chủ muốn bán căn nhà này là 2 tỷ 650. 2 tỷ 650 cho hai căn nhà có thổ cư mà hoàn thiện mọi thứ 100% hết, mà nhà còn cũng khá là mới, là một món rất là hợp lý nha anh chị nhé. Đó, anh chị nào có nhu cầu muốn thêm chi tiết căn nhà này, muốn xem trực tiếp và gặp trực tiếp chủ, hãy liên hệ với em. Số thoại em là 0772 088 263. Xin cảm ơn các anh chị.